nhiều đèn nó bị chói. Chào các bác nhé. Tiếp tục buổi chiều hôm nay, bây giờ là gần 6 giờ em lại nghiệm thu và bàn giao cho khách hàng chiếc điều hòa VIP, con này 16.000 VTU. Cho một chị khách hàng rất là quen thuộc, mua của em rất là nhiều sản phẩm. Đó là máy giặt, điều hòa, tủ lạnh. Và buổi chiều hôm nay thì chị lại đặt hàng tiếp tục con điều hòa 16.000 hàng mắt liếc nhé. Anh em gọi là mắt liếc rồi. Đấy, chạy rất là lạnh đã ok rồi. Và em review lên cho các bác thấy là cái độ đẹp của chiếc điều hòa VIP này. Đấy, con này thì sản xuất năm 2010. Dòng mắt liếc thì nó có chỉ có 2009 và 2010 là hết rồi. Đấy, nhưng mà nó đã cho thấy là các bác nhìn thấy à, cái độ đẳng cấp của dòng điều hòa Nhật nó luôn luôn đi trước họ, của Nhật Bản họ luôn đi trước của chúng ta rất là nhiều năm. Đó là đầy đủ những công nghệ nano khử khuẩn, Eco Labi, mặt dâng auto clear rộng rãi. Đấy. Với những cái dòng máy tính năng full cao cấp như thế này thì nó đem lại nó rất là nhiều cái tiện ích, đó là chạy khỏe, lạnh sâu này và lạnh không khô da, cộng với lại nó sẽ chạy theo cảm biến thân nhiệt của phòng nha các bác nhé. Đấy là những cái lý do tại sao là rất nhiều khách hàng người ta thích những cái dòng máy như này, có hiển thị nhiệt độ phòng. Bây giờ hiện tại hồi nãy em mới bật cách đây khoảng 10 phút thì nó lên là 27 hay 28 độ C và bây giờ đã xuống 25 độ C rồi trong vòng có chưa đầy 10 phút. Đấy, một chiếc điều hòa đã lên tường của nhà chị khách hàng. Đấy. Rồi vậy anh em nào quan tâm với dòng điều hòa thì có thể liên hệ qua trực tiếp qua số điện thoại trực tiếp của em trên em đăng trên video các bác nhé. Đấy, không thay đổi, đó là 0986 476 và 084. Đây là số điện thoại của em. Đấy. Rồi. Và em xin dừng video đây, tiếp tục để em bàn giao cho bác khách, chị khách hàng này đã xong một chiếc điều hòa 16.000 BTU. Rồi, vâng, xin chào các bác.